Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị liên quan đã kết thúc vào chiều qua tại Singapore sau 3 ngày làm việc. Đây là một trong những hội nghị được đánh giá là rất thành công khi 10 nước ASEAN nhận được sự đồng thuận của các bên đối tác trong nỗ lực giải quyết hai vấn đề lớn, đó là duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông, cũng như là thúc đẩy tự do thương mại và chủ nghĩa đa phương. Kết quả này cho thấy đoàn kết vẫn phải là nhân tố then chốt trong ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo các nước ASEAN tham dự cuộc họp quan trọng nhất trong năm. Trong bối cảnh nhiều thách thức về tinh thần thống nhất, tính hiệu quả và kết nối của ASEAN tiếp tục được đặt ra. Bởi theo lời Thủ tướng Lý Hiển Long, người đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm nay, thì trật tự quốc tế đang ở một giai đoạn bước ngoặt với hệ thống đa phương, tự do, mở và dựa trên luật lệ đang chịu nhiều sức ép. Trong đó, các quốc gia bao gồm cả các cường quốc đang phản đối các phương pháp và thể chế đa phương. Những xu hướng chiến lược cạnh tranh quyền lực và chống đa phương đó đang kéo các thành viên ASEAN theo các hướng khác nhau. Đó là chưa kể vấn đề Biển Đông vẫn là thách thức thường trực đối với tinh thần đoàn kết của ASEAN. Vì thế, thông điệp được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại hội nghị là đoàn kết, thống nhất phải tiếp tục là nhân tố then chốt trong tư tưởng và hành động vì một cộng đồng ASEAN vững vàng, tự cường và liên kết chặt chẽ. Đồng thời, ASEAN phải tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và đối thoại xây dựng lòng tin, đề cao luật pháp quốc tế và ủng hộ một hệ thống quốc tế đa phương dựa trên luật lệ. Bởi trên thực tế, các diễn biến thời gian qua trên Biển Đông không khỏi gây lo ngại cho các nước trong khu vực. Những hoạt động đơn phương trên thực địa có thể dẫn đến những toan tính sai lầm và nguy cơ va chạm cao. Vấn đề Biển Đông vẫn tiếp tục được các nước quan tâm rất là nhiều, bởi vì trên thực tế, mặc dù là các nước ghi nhận những cái tiến triển rất là tương đối đáng khích lệ trong cái đàm phán về COC vừa rồi, tuy nhiên để cho cái đàm phán đó nó phát triển thì vẫn cần có một cái điều kiện, cần một cái môi trường nó thuận lợi. Và trên thực tế thì vẫn chưa có được một cái môi trường ấy thực sự là thuận lợi ở trên thực địa, vẫn còn có những cái nguy cơ có thể gây ra những cái va chạm mà nếu như những cái sự kiện đấy nó thực sự là nó xảy ra thì rất là khôn lường cho hòa bình và ổn định ở khu vực. Do nên là nó có một cái sự lo ngại thật sự giữa các nước. Trong tất cả 12 bài phát biểu tại các hội nghị giữa các nhà lãnh đạo ASEAN cũng như giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với các đối tác và các nước lớn trên thế giới, nhất là tại hội nghị cấp cao Đông Á giữa 10 nước ASEAN và 8 nước lớn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều nhắc đến lập trường và nguyên tắc của ASEAN cũng như của Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Trong đó, các nước phải đề cao luật pháp quốc tế và công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển trong giải quyết hòa bình các tranh chấp, kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không quân sự hóa, không làm phức tạp tình hình, đi cùng với tăng cường lòng tin và tích cực xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, song song với thực hiện nghiêm túc đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Và tại hội nghị cấp cao Đông Á diễn ra vào chiều qua, nhiều nhà lãnh đạo đã lên tiếng mạnh mẽ chia sẻ quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ủng hộ Việt Nam về vấn đề này. I'm the country coordinator for ASEAN China. Philippines là nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi đã có một tuyên bố mạnh mẽ về việc cần phải có một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông mà mọi người sẽ biết. Cùng với vấn đề Biển Đông, thì trong thảo luận, các lãnh đạo ASEAN và các đối tác cũng đã đề cập đến sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong đó, các nhà lãnh đạo đề nghị cần tiếp tục làm rõ nội hàm của sáng kiến này, nhất là trong bảo đảm chủ quyền lãnh thổ của các nước, đi cùng với đảm bảo tự do hàng không, hàng hải và tự do giao thương. Còn Phó Tổng thống Mike Pence khẳng định, tất cả những việc Hoa Kỳ đang làm là tìm kiếm sự phối hợp, chứ không phải là kiểm soát, vì cả Hoa Kỳ và ASEAN đều có chung một tầm nhìn. Giống như các bạn, chúng tôi tìm kiếm một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ở đó tất cả các quốc gia, lớn hay nhỏ, đều có quyền thịnh vượng, phát triển, được đảm bảo an ninh trong khuôn khổ chủ quyền của chúng ta, tự tin vào các giá trị của chúng ta và cùng nhau lớn mạnh hơn nữa. Chúng ta đều nhất trí rằng không có chỗ cho đế chế và gây hấn ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong khi đó, tại hội nghị cấp cao giữa ASEAN và Trung Quốc,
Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng cho rằng dù Trung Quốc và ASEAN còn có những khác biệt, nhưng quan trọng hơn cả là hai bên đã hợp tác để giải quyết các khác biệt đó. Mà một trong những ví dụ điển hình là hai bên đang nỗ lực để giải quyết vấn đề Biển Đông. Năm nay, nhờ sự nỗ lực của tất cả các bên, chúng ta đã đạt được văn bản đàm phán dự thảo duy nhất về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông và chúng ta sẽ hoàn thành văn bản đầu tiên vào năm 2019. Trên cơ sở này, Trung Quốc đang sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước ASEAN để hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông trong vòng 3 năm. Hy vọng của chúng tôi là chúng ta sẽ đưa ra một thời gian biểu trong 3 năm tới cho bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Thực ra đây là một cái quá trình đàm phán khó khăn, và từ đầu thì cái việc mà định ra một cái lộ trình ấy đã là một cái rất là khó khả thi. Kể cả Trung Quốc cũng thấy rằng là khó có khả thi để đưa ra một cái lộ trình cụ thể. Tuy nhiên lần này thì lãnh đạo Trung Quốc đã đặt ra cái mong muốn rằng là sẽ hoàn tất cái hiệp định COC trong vòng 3 năm tới. Thì có lẽ là tất cả mọi các bên tham gia thì đều mong là sớm có cái văn bản đó, văn kiện đó. Tuy nhiên là có được 3 năm hay không, hay là thậm chí là sớm hơn, thì cũng còn tùy thuộc vào cái tiến trình thương lượng. Nhưng mà đây cũng thể hiện là cái ý chí, cái mong muốn của các bên. Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33 đã dành một phần quan trọng thể hiện lập trường và nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Trong đó, các nhà lãnh đạo hoan nghênh sự hợp tác ngày càng tốt giữa ASEAN và Trung Quốc, cũng như sự tiến bộ của các cuộc đàm phán để hướng tới một kết luận sớm về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả theo khung thời gian đã được các bên nhất trí. Tuy nhiên, các lãnh đạo ASEAN cũng nhấn mạnh rằng trong quá trình đàm phán cần phải duy trì môi trường thuận lợi, bởi trong tuyên bố, các lãnh đạo cũng bày tỏ lo ngại về các hành động cải tạo đất, các hoạt động trong khu vực Biển Đông làm xói mòn lòng tin và gia tăng căng thẳng, có thể làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Tuyên bố này đã phản ánh được quan điểm mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã liên tục đề cập trong tất cả các cuộc họp 3 ngày vừa qua. We look forward to the early conclusion of an effective COC. Chúng tôi trông đợi là chúng ta sẽ có một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông thực chất và hiệu quả. ASEAN và Trung Quốc đã đạt được sự đồng thuận với văn bản đàm phán dự thảo duy nhất của bộ quy tắc ứng xử, và hai bên cũng đã nhất trí sẽ hoàn thành việc đàm phán văn bản này vào năm 2019. Quá trình đàm phán vẫn ở trong giai đoạn đầu và hai bên còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước. Các lãnh đạo ASEAN và 6 nước tham dự Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực bao gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand cũng đã khẳng định quyết tâm chính trị là sẽ kết thúc đàm phán hiệp định thương mại lớn nhất thế giới này. Đây là khu vực thương mại tự do, chiếm tới 45% dân số, 40% thương mại toàn cầu và 1/3 GDP của thế giới. Dù từ hội nghị cấp cao năm ngoái, 16 nhà lãnh đạo đã nhất trí kết thúc đàm phán trong năm nay, nhưng ở vòng đàm phán cuối cùng, trước khi các nhà lãnh đạo nhóm họp, các bộ trưởng thương mại đã phải lùi thời hạn kết thúc đàm phán sang năm sau. Đó gần như là một cái thông điệp đối với thế giới, tức là ASEAN cũng như là các đối tác của ASEAN là phản đối cái chủ nghĩa bảo hộ. Nhưng mà cũng phải quan tâm đến lợi ích khác nhau của các nước ở các cái mức độ trình độ phát triển nó khác nhau, thì cũng cần phải quan tâm một cách thỏa đáng. Đây chính cũng là quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tức là chúng ta ủng hộ chủ nghĩa đa phương, ủng hộ tự do hóa thương mại, tạo điều kiện phát triển thương mại vì cực kỳ quan trọng, không chỉ đối với Việt Nam mà đối với cả khu vực. Và mặc dù vẫn còn có những cái trở ngại, những cái khó khăn trước mắt, nhưng mà cái quyết tâm của các nhà lãnh đạo thì rất là lớn. Bằng cách tập hợp lại thành một tiếng nói tập thể, thay vì đi theo những cách riêng biệt với 10 quốc gia khác nhau, các thành viên ASEAN đã củng cố được vị trí của mình trên thế giới. Thế nhưng ở thời điểm bước ngoặt hiện nay, ASEAN vẫn cần tiếp tục phải đoàn kết. Như quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại các hội nghị lần này là đoàn kết, thống nhất phải tiếp tục là nhân tố then chốt trong tư tưởng và hành động của ASEAN. Đó là để bảo vệ những nguyên tắc và lợi ích cốt lõi như chủ quyền và lãnh thổ của các nước thành viên. Đồng thời ASEAN phải tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và đối thoại, xây dựng lòng tin, đề cao luật pháp quốc tế và ủng hộ một hệ thống quốc tế đa phương dựa trên luật lệ.